Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi trở lại của quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, tôi Uyên đang tiếp chuyện với giáo sư John Phan trong chương trình ngày hôm nay. Và phần 1 thì chúng tôi cũng đã có cover sơ một số đề tài từ công ăn việc làm. Và đặc biệt là hiện nay thì tiểu bang California là một tiểu bang mà đứng thứ nhì mà có cái con số thất nghiệp cao nhất trên toàn nước Mỹ. Thì như giáo sư John Phan có nhắc... Cao nhì. Thứ nhì, em xin lỗi. Second. Trên toàn nước Mỹ đứng thứ nhì. Thì như anh có nhắc hồi nãy đó là Cali hiện nay mình cần phải tạo thêm 1.8 triệu công ăn việc làm để thì mình mới có thể mình mang cái rate number nó xuống to you know certain number. Không, tức là 1.8 triệu để mình có thể mang cái ratio xuống below let's say 8% or 7%. Uh-huh. Chứ bây giờ mình là 11.9% đúng không anh, cái unemployment rate của mình. Đúng rồi, nhưng mà người ta nói như thế này là 1.8 đó chỉ đủ để mình sống thôi chứ chưa mang xuống được, tôi phải trên 1.8 triệu mới được. Nhưng mà what about cái tình hình ở bên Texas thì Texas họ cũng đang khoe khoang như là ông thống đốc của bên tiểu bang Texas đó là ông Rick Perry thì ông cũng đang khoe khoang là cái tiểu bang của ông là một trong những cái tiểu bang mà giàu có nhất trên nước Mỹ và có nhiều công ăn việc làm đang đợi những quý vị nào mà bị thất nghiệp thì nên dọn về tiểu bang Texas tại vì trước cái thời gian recession và sau cái thời gian recession thì Texas vẫn doing really well. Thì có những người, đó là bản tin mà tôi được mới nghe đây. Đúng tuy rồi, nhiên thì rồi. Cái vấn đề đây đó thì of course nghe thì nó dễ nhưng mà nó thật cái thực tế là nó không phải là như vậy. Thì có thể là nhiều người có thể họ nghĩ rằng cái việc mà di chuyển qua những cái tiểu bang thì như là Texas nhiều khi nó cái con số nó quá đông thì có thể nó cũng không có motivate họ mấy. Anh có thể chia sẻ cho quý vị khán thính giả biết là cái lời nói của ông thống đốc Texas Rick Perry chia sẻ như vậy thì anh có đồng ý với ông hay không? À, ông mặt trái và mặt phải của ông đưa ra. Mặt phải trước, mặt tốt của ông là ông đã tuyên bố một cách tự hào là ông có nguyên một trang nhà cơ, Thú Yên. Yes. Trang nhà gọi là Bragg Right. Bragg là tiếng Việt là tạm dịch là khoe khoang đó. Tại vì cái quyền khoe khoang. Cứ 100 việc làm có trong nước Mỹ thì 40 việc làm là từ Texas. Texas. Right. Thành ra nó có vẻ như là sung túc sôi nổi dữ lắm. Nhưng mà quý vị nên nhớ là cái lý do mà họ có thể khoe khoang như vậy đó, rất là nhiều người di cư tới Texas bởi vì cái giá tiền nhà, giá tiền này kia nó hạ. Thành ra mà những việc làm ở Texas không phải là những việc làm mà nó kiếm nhiều tiền thưa quý vị. Con số lượng thì có nhưng mà cái chất lượng thì không. Yeah. Thành ra nếu mà nói chẳng hạn như người Việt Nam mình sang đây di cư sang lập nghiệp ở Texas thì cái những việc làm tay chân, những việc làm lao động có thể mình kiếm được việc làm và có công ăn việc làm thật. Nhưng mà cái số tiền mình kiếm được nó không bằng bên California. Bù tại lại cái đời sống nó cao hơn ở bên đúng đó. Rồi. Right. Nhưng mà California đời sống quá cũng cao. Uh-huh. Mà ở đây vui. Có túi ăn, còn bên kia không có túi ăn. Anh nói như vậy tội em chết. Và có một bản tin khác chúng tôi xin được hỏi giáo sư John Phan là mới mấy ngày trước thì Quỹ Dự trữ Liên bang ông Ben Bernanke ông cũng cho biết là họ sẽ dự tính là có thêm một cái đợt mua công trái thêm một lần nữa và lần này là cái loại công trái của các công ty tài trợ địa ốc như là một cách giữ cái lãi suất nó thấp và giúp cho thị trường địa ốc. Thì không biết anh John nghĩ điều này nó có thể nó giúp được một cái gì đó hay không, hay là vấn đề chính của thị trường là nhà đất có quá nhiều người thất nghiệp hoặc là cũng là quan trọng không kém họ sợ bị mất công ăn việc làm. Thưa anh cứ nghĩ rằng là qua cái lời tuyên bố của ông Fed vào mấy ngày trước thì nó có sẽ đưa đẩy kinh tế Hoa Kỳ đi lên một cái giai đoạn đi lên tí gì hay không thưa anh? Tôi thường thường hỏi những câu rất là khó trả lời thưa quý vị. Để trả lời câu đó thì tôi xin phép nói một chút xíu về cái cách mà kinh tế thị trường tự do trong một xứ sở tự do họ làm như thế nào. Tức là họ để laissez-faire, mọi chuyện nó xảy ra tự nhiên, yes. Cho họ không cưỡng ép. Cái nhiệm vụ của ngân hàng liên bang... Và đó là cái từ của capitalism. Đúng.